Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Vườn Mai Hưng Thịnh nha. Thì hôm nay em chia sẻ một số hình ảnh tình hình nút nụ hiện tại của vườn. Đó, thì hôm nay là ngày 22 âm lịch rồi, hiện tại thì nút nụ bung như thế nào nha mọi người. Quay sơ lược một số cây cho mọi người xem và tham khảo nha. Thì đây là cái quang cảnh ngày hôm nay trong vườn hiện tại. Thì nút nụ, tình hình nút nụ bung hôm nay là cũng 22 rồi, bung như vậy những cây như này là đúng Tết nha mọi người. Hôm nay thì mới bung vỏ trấu à, nụ thì cũng chưa có to lắm nên nhìn cũng chưa có sướng mọi người. Bắt đầu nụ to rồi thì nhìn nó mới đã. Mấy cây này nó cũng còn tơ nên cái chi dần chi xương nó cũng còn hơi trống. Đựng cái bù lại cái nút nụ thì nó nhiều nên nó cũng đắp lại phần nào. Với lại cái giống siêu bông Sài Gòn thì nó nở cái bông hoa nó to nên nó che được nha cái chỗ trống của cái cây mọi người. Thì những cái mẫu cây dòng bên mình thì đều có cho thuê hoặc giao lưu. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì chịu khó tới vườn mình xem cây thực tế nha. Xem cây thực tế thì giá thuê từ 5 triệu cho tới vài chục triệu nha mọi người. Thì mẫu cây form lớn nhỏ gì cũng có hết, đầy đủ hết. Tình hình nút nụ những cây phơm tàn lớn, những cây vip siêu đới siêu khủng, phơm cây cao. Ban đầu cây mới bung vỏ trấu à, nó trong tầm 3 ngày nữa bắt đầu xanh cây á. Nói chung là mai là sướng nhất nhất lúc này nè mọi người. Giả trắng lên cái bung vỏ trấu trắng. Có những cái phơm cây này dành cho để sảnh. Tàn ngang cao, tàn ngang chắc cỡ 2,5 m. Chiều cao tầm hơn 2 m xíu. Nút nụ thì quá trời. Đây cái cây siêu whip để nằm cá giống như cây đước vậy. Đó, đây một cây bonsai, bonsai đại, cây ở ngoài to lắm nha mọi người, ở trong hình thì nó hơi nhỏ thôi chứ ở ngoài rất là to nha mọi người. Thì hôm nay em quay cũng sơ lược một số cây trong vườn thôi, quay sơ sơ cho mọi người tham khảo. Những cái phong cây thấp thấp tiền giá cho thuê từ năm cũ á mọi người. Tôi quý hoành lớn gốc như gốc vú sữa. Thay cái chậu cây đi miền Bắc này mọi người,
chậu này thay để chuẩn bị ngày mai chở ra xe đi miền Bắc. Đây là cây mai vàng. Này cái hoa siêu bông Sài Gòn mà nhìn rất là tươi bông. Hiện tại bây giờ là 1:30 trưa mọi người, hoa rất là tươi. Rồi thôi, buổi trưa hôm nay thì em có xin phép em cũng gửi một số hình ảnh quang cảnh tại cái vườn của em, cũng như tình hình nốt nụ hiện tại ở vườn á, thì những cái mẫu cây bên em thì đều có bán hoặc cho thuê mọi người. Giá thì giá thành từ thuê từ 5 triệu cho tới vài chục triệu, còn cây bán thì giá từ 15 triệu cho tới vài trăm triệu á. Thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu thì quý cô chú anh chị có thể liên hệ gặp em qua số điện thoại 0904 773 738, hoặc mọi người có thể tới vườn xem cây trực tiếp ở địa chỉ 141 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi thôi, clip tới đây xin tạm dừng. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip ạ. Chúc mọi người nói chung một ngày được nhiều may mắn. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ.